Xin chào quý vị và các bạn. Dẫu biển đang đi trên con đường thuộc địa phận xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường của tỉnh Nam Định. Bây giờ thì các cháu học sinh đang bắt đầu tan trường. Đây cảnh làng quê xã Xuân Vinh nha mọi người. Xóm 3 xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường của tỉnh Nam Định. Một số ngành nghề thủ công đó là hàng mã cũng được các bác thợ ở đây thiết kế và làm rất là đẹp. Xuân Trường thì có một số xã như Xuân Kiên, làng nghề cơ khí rất là phát triển. Đây là một cái khu chợ nha mọi người, chợ Cầu Đông. Hiện tại thì vào lúc 17:14 nha mọi người. Và các bạn có thể thấy được là hình ảnh con đường thuộc xã Xuân Vinh hiện lên vào lúc hoàng hôn, khá là đẹp. Bây giờ gió biển sẽ rẽ đi sang phía bên này, sẽ ra một cái con đường lớn